Thưa quý vị, vào chiều ngày 7 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Chính phủ giải trình một số vấn đề liên quan đến gói chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin năm 2022 sẽ thực hiện và giải ngân khoảng 42% tổng số vốn của chương trình, phần còn lại sẽ thực hiện và giải ngân trong năm 2023. Việc đề xuất quy mô tổng thể và phương thức, lộ trình huy động, giải ngân các nguồn vốn cho từng năm đã được Chính phủ tính toán trên quan điểm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Cũng tại buổi thảo luận về gói chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội, nhiều đại biểu đề xuất Chính phủ ưu tiên xây dựng đường cao tốc. Các đại biểu cho rằng đây là thời điểm vàng cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông vận tải, tận dụng lưu lượng đi lại của khách du lịch và người dân còn ít nên tạo đột phá trong kết cấu hạ tầng. Việc bổ sung nguồn vốn tập trung cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trong chính sách tài khóa tiền tệ là cần thiết và hợp lý. Các đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu bằng hình thức đầu tư công thay vì đầu tư theo đối tác công tư PPP như đã được phê duyệt chủ trương ban đầu, đồng thời đồng loạt xin ưu tiên xây dựng đường cao tốc. Gói chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội dự kiến sẽ có giá trị khoảng 350.000 tỷ đồng, trong đó dự kiến chi khoảng 114.000 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Chuyển sang một thông tin khác, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 6 tháng 1, thành phố ghi nhận 20 ca tử vong do COVID-19, thấp nhất trong 175 ngày qua, tính từ ngày 16 tháng 7 năm 2021 đến ngày 6 tháng 1 năm 2022. Tính từ đầu đợt dịch, thành phố đã ghi nhận 20.070 trường hợp tử vong do COVID-19. F0 ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng được rút ngắn thời gian cách ly tại nhà từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, được bổ sung thuốc kháng virus Favipiravir. Thưa quý vị, cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, cả nước đã tiêm được 157,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19, cao hơn 830.000 so với ngày 6 tháng 1. Về tiêm mũi 3, đến nay đã có 57 tỉnh, thành phố triển khai tiêm với tổng số liều là gần 7,2 triệu liều. Trong đó, khu vực miền Nam tiêm nhiều nhất với gần 3,7 triệu liều, miền Bắc là hơn 3,1 triệu liều. Số còn lại là các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Theo báo cáo của các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã gửi về CDC Hà Nội, thành phố đã tiêm được tổng cộng 13.053.959 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó tổng số mũi bổ sung đã tiêm là 207.015 mũi, mũi nhắc lại là 903.163 mũi, tỷ lệ bệnh nhân nặng tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát. Tuy nhiên, hệ thống y tế các tuyến đang chịu rất nhiều áp lực về quản lý, tiếp nhận, điều trị. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội dự báo số ca mắc tiếp tục gia tăng sẽ tạo gánh nặng lên hệ thống y tế và số lượng bệnh nhân chuyển nặng, tử vong cũng tăng theo. Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, sau khi xác định nhiều phường trên địa bàn có dịch ở cấp độ 3, quận Cầu Giấy Hà Nội sẽ điều chỉnh các biện pháp hành chính tương xứng, trong đó yêu cầu hàng quán dừng phục vụ tại chỗ. Bên cạnh việc yêu cầu các hàng quán cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chỉ được phép bán hàng mang về, quận cũng sẽ điều chỉnh thêm một số hoạt động khác. Hiện quận đang xây dựng kế hoạch để ban hành, các biện pháp điều chỉnh sẽ có hiệu lực sau 48 giờ đồng hồ kể từ thời điểm văn bản được ban hành. UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa có văn bản cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh bia rượu, bia hơi trên địa bàn 5 phường ở cấp độ 2 về COVID-19 được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi. Theo văn bản của quận Hoàn Kiếm, hiện theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của thành phố, quận có 5 phường gồm Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Hàng Trống, Tràng Tiền, Hàng Bạc ở cấp độ 2 là cấp độ màu vàng, tương ứng với nguy cơ trung bình. Ngoài mức giảm thuế gấp 3 lần năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết ngân sách cũng sẽ chi nhiều nhất từ trước đến nay để giúp phục hồi kinh tế năm 2022. Dự kiến số giảm thuế sẽ vào khoảng 64.000 tỷ đồng, gấp 3 lần mức của năm 2021. Bộ trưởng cũng giải trình thêm về mức đề xuất giảm thuế VAT 2%, chứ không phải là cao hơn. Theo ông, mức giảm thuế này cho các mức thu 10% là phù hợp khi chính phủ đề xuất không giảm thuế cho các ngành như là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hay là bất động sản. Khoản này ước tính giảm khoảng 4.400 tỷ đồng. Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF,
Hoa Kỳ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế toàn cầu trong năm 2021. GDP Hoa Kỳ năm 2021 đạt mức 22,9 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 24,4% nền kinh tế toàn cầu. Chỉ riêng GDP của Hoa Kỳ đã lớn hơn GDP của 170 quốc gia cộng lại. Đáng chú ý, Việt Nam xếp thứ 41 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế đóng góp lớn cho nền kinh tế toàn cầu năm 2021 với 0,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm 0,4% tổng GDP toàn cầu. Bloomberg đưa tin lạm phát ở Việt Nam và Indonesia năm 2022 được dự báo tăng cao nhất trong khu vực châu Á so với năm 2021. Điều này ảnh hưởng bởi áp lực giá từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc khảo sát mới nhất của Bloomberg về dự báo giá tiêu dùng cho thấy lạm phát của Việt Nam có khả năng sẽ tăng 1,4 điểm phần trăm lên 3,45% vào năm 2022. Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc được dự báo sẽ có mức lạm phát cao hơn vào năm 2022 do tác động cơ bản đã khiến lạm phát giảm vào năm 2021. Điều này là bình thường khi áp lực lạm phát toàn cầu thường sẽ dẫn đến giá cả cao hơn. Báo cáo cũng sẽ theo dõi đánh giá về tỷ lệ lạm phát thực tế trong năm nay nhằm so sánh mức độ sai lệch so với dự báo. Kỳ vọng về áp lực lạm phát có thể lớn hơn là một trong những mối quan tâm chính trong năm 2022. Theo Bộ Công Thương, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU giảm nhẹ. Lũy kế 11 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê sang EU đạt gần 510.000 tấn, trị giá 939 triệu đô la Mỹ, giảm 12% về lượng, không biến động nhiều về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu cà phê sang EU sẽ khởi sắc vào năm 2022 nhờ lợi thế EVFTA và tình trạng thiếu container, chi phí logistics không căng thẳng như năm 2021, hàng hóa thông quan thuận lợi. Quý vị đang theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam được phát sóng lúc 18 giờ trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán được mở mới năm 2021. Du lịch Việt Nam kỳ vọng đón 65 triệu lượt khách. Mục tâm điểm, năm 2022, lời giải để thị trường bất động sản vượt khó bứt phá. Thưa quý vị, dù ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh năm 2021, song ngành dịch vụ nói chung và toàn ngành bán lẻ nói riêng đã áp dụng chuyển đổi số, bán hàng đa kênh để thích nghi với bối cảnh bình thường mới. Đây là kết quả khảo sát triển khai trên 15.000 nhà bán lẻ là khách hàng do Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo thực hiện. Theo khảo sát, giãn cách xã hội trên toàn quốc và dịch bệnh kéo dài đã gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giao vận, là tình trạng không giao được hàng đến một số khu vực, tương đương với 39,4%, và tỷ lệ hoàn hủy cao 20,7%. Nhân viên giao hàng mắc COVID-19 hoặc rời thành phố về quê ồ ạt, khiến cho nhân lực ngành vận chuyển thiếu hụt, cũng trở thành trở ngại lớn đối với ngành bán lẻ. Sau 2 năm chống chọi với COVID-19, giải pháp được các nhà bán lẻ năm 2021 ưu tiên lựa chọn là đẩy mạnh việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng trực tuyến. Theo đó, nhóm nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử và các kênh trực tuyến vẫn dẫn đầu các nhóm ngành có tăng trưởng doanh thu ngay trong mùa giãn cách xã hội, chiếm 11,2%. Kết thúc năm 2021, có 46,7% nhà bán hàng tin tưởng thị trường bán lẻ sẽ phục hồi, 14,5% nhà bán hàng kỳ vọng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tới. Bước sang năm 2022, dự đoán xu hướng lớn nhất của các nhà bán lẻ chính là chuyển đổi số, đa dạng kênh bán hàng, đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến bên cạnh tối ưu hóa kênh bán hàng truyền thống. Vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước cho biết, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu cho vay phục vụ nhu cầu đời sống xây dựng là 4 lĩnh vực được nhiều tổ chức tín dụng lựa chọn là động lực chính tăng trưởng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022. Trong đó, lĩnh vực được nhiều lựa chọn nhất chuyển từ bán buôn, bán lẻ trong năm 2020-2021 sang lĩnh vực xuất nhập khẩu trong năm 2022. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tỷ lệ tổ chức tín dụng lựa chọn để tăng trưởng tín dụng đã giảm từ mức 29,7% trong 6 tháng đầu năm 2021 xuống còn 23% trong 6 tháng cuối năm 2021 và 23,8% trong 6 tháng đầu năm 2022.
Tại phiên thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung giảm nhanh 3 lần lãi suất điều hành cũng như chỉ đạo các tổ chức tín dụng và điều tiết tiền tệ để giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2020 là 1% và 2021 tiếp tục giảm 0,8%. Thống đốc cho rằng không thể bắt buộc các tổ chức tín dụng phải giảm lợi nhuận để giảm chi phí lãi vay. Một số tổ chức tín dụng có tổ chức cổ đông là người nước ngoài, do đó trong quá trình điều hành, Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt các công cụ, đồng thời động viên và kêu gọi các tổ chức tín dụng nhận đồng thuận cao. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cho thấy nhà đầu tư trong nước đã mở mới 226.580 tài khoản chứng khoán trong tháng 12 năm 2021. Trong đó tài khoản mở mới là 226.390 tài khoản và các tổ chức mở thêm 190 tài khoản. Như vậy, lũy kế cả năm 2021, khối nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản được mở mới trong giai đoạn 2017-2020 cộng lại. Tổng 4 năm đạt khoảng 1,04 triệu tài khoản. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có quy định ngăn chặn tình trạng loạn thu phí người xuất khẩu lao động. Theo đó, từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, doanh nghiệp xuất khẩu lao động không được thu thù lao môi giới quá mức trần cho phép. Thông tư này cũng quy định mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với dịch vụ với tổ chức cá nhân, trung gian không được vượt quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc. Tại hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 vừa được tổ chức mới đây, Tổng cục Du lịch cho biết năm 2021, dưới tác động của dịch COVID-19, ngành du lịch gặp nhiều khó khăn. Nước ta chỉ đón khoảng 3.500 lượt khách du lịch quốc tế, còn khách du lịch nội địa ước đạt 40 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 180.000 tỷ đồng, giảm khoảng 42% so với năm 2020. Năm 2022, ngành du lịch phấn đấu đón 65 triệu lượt khách, trong đó gồm khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 60 triệu lượt khách du lịch nội địa, bằng 150% so với năm 2021. Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi liên lạc với phía Ban Quản lý Cửa khẩu Hà khẩu Vân Nam Trung Quốc qua đường dây nóng, phía Hà khẩu khẳng định rằng cửa khẩu vẫn sẽ hoạt động bình thường, không có chuyện dừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán như một số thông tin đã đăng tải. Theo ghi nhận thì thời điểm hiện tại, cặp cửa khẩu Lào Cai Hà khẩu vẫn đang hoạt động khá nhộn nhịp, không có hiện tượng ùn tắc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 phương tiện thông quan qua cầu Kim Thành, trong đó khoảng 100 xe xuất khẩu, còn lại là xe nhập. Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các sở ngành liên quan thống nhất phương án đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chi ngân sách thưởng Tết cho mỗi nhân viên y tế là 1,5 triệu đồng. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngoài tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng trên một người theo chương trình chung như đã đề xuất, thành phố còn triển khai chương trình Tết tri ân tuyến đầu chống dịch. Theo đó, trước ngày 23 tháng Chạp, lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành sẽ đi thăm và tri ân khoảng 80 bệnh viện công lập và một số bệnh viện tư nhân tham gia chống dịch, mỗi nơi tặng một phần quà trị giá 12 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt. Tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết phong trào thi đua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đề nghị Sở Xây dựng phấn đấu khởi công xây mới 14 chung cư cũ cấp D trong năm 2022 bởi nhiệm kỳ qua đã không xây dựng được chung cư nào. Sở Xây dựng chủ động thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng mới, ứng dụng công nghệ, liên thông dữ liệu về cấp phép xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật, tránh trường hợp cùng một thủ tục phải nộp nhiều lần khi đi nhiều sở khác nhau. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, thị trường tiêu dùng Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tấp nập, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm cuối năm. Dự báo nhu cầu tiêu dùng không như những năm trước, tuy nhiên hàng hóa Tết năm nay vẫn đảm bảo dồi dào về số lượng và chất lượng, ghi nhận của nhóm phóng viên VTV. Là do dịch bệnh khó khăn thì cái mức tiêu dùng của khách thời gian gần đây nó có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020. Nhưng mà theo dõi cái đợt khách vào trung tâm siêu thị vào cuối tuần và những ngày thường thì nó cũng đang tăng dần theo từng tuần. Nên ngành hàng, tất cả các ngành hàng về thực phẩm và ngành cho gỗ siêu thị đã cũng có cái số dự đoán của mình để dự trữ hàng tốt hơn cho khách hàng để nhu cầu Tết này.
sàn Coop đã chủ động hợp tác và lên kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng nhóm hàng, đặc biệt là nhu yếu cầu thiết yếu, hàng thực phẩm, cái hàng tiêu dùng hàng ngày, để làm sao cho bà con có cái Tết thật là ấm cúng, thật là gần gũi và Tết đoàn viên trong cái thời điểm dịch bệnh hiện nay. Và quan trọng nhất là sàn Coop cũng đã tăng lượng hàng gấp 2, gấp 3 so với bình thường, và nguồn dự trữ hàng lên tới 6.000 tỷ đồng, và cái tổ chức nhiều cái chương trình khuyến mãi Tết đoàn viên. Bản thân thành phố là trong cái chương trình bình ổn thị trường để chuẩn bị cho cái kế hoạch cung ứng hàng hóa Tết hàng năm, thì chúng tôi cũng có kế hoạch đi kiểm tra nguồn hàng và nắm lại cái kế hoạch sản xuất dự trữ hàng hóa của các doanh nghiệp. Tuy nhiên là hiện nay cũng rất là khó trong cái chuyện là đi kiểm tra cái nguồn hàng ở các địa phương, và chúng tôi cũng đang cố gắng và nỗ lực để phối hợp với các tỉnh để có một cái kế hoạch làm sao đó đảm bảo cái việc mình có thể đi kiểm tra trực tiếp, còn trong trường hợp không kiểm tra được trực tiếp thì cũng cố gắng tổ chức kiểm tra online để nắm được cái tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, có cái giải pháp điều chỉnh kịp thời đảm bảo làm sao để có cái nguồn hàng cung ứng cho người dân thành phố trong dịp Tết nó đầy đủ và có giá cả ổn định. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, COVID-19, đặc biệt là làn sóng lần thứ tư, tình hình lao động việc làm năm vừa qua gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2020. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là hơn 1,4 triệu người, tăng 203.700 người so với năm trước. Mỗi tháng có hơn 116.000 người lao động bị mất việc, tương đương mỗi ngày có 3.888 người không có việc làm. Nghị định 144 năm 2021 có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022 đã quy định chi tiết mức phạt về các hành vi liên quan đến việc cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Cụ thể, người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, trước đây là 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu không xuất trình chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Gần một tháng nữa là tới cao điểm Tết Nguyên đán năm 2021, nhưng giá vé khứ hồi trên trục vàng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội khởi hành ngày 29 tháng 1 và trở lại vào ngày 6 tháng 2 đang ở mức rẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân là do các hãng bay liên tục tăng chuyến và giảm giá mạnh để cạnh tranh nguồn khách. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh tại các tỉnh miền Bắc diễn biến phức tạp, hành khách cũng dè dặt hơn khi quyết định đặt vé, dẫn tới nguồn cầu sụt giảm. Nối tiếp chương trình là phần tổng hợp vàng và ngoại tệ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp giá cả tiêu dùng trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo khảo sát, giá tiêu ngày hôm nay tiếp tục giảm 500 đồng 1kg ở một vài nơi, cụ thể là Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, Đồng Nai đang là địa phương có mức giá thấp nhất, đạt 78.500 đồng 1kg. Hai tỉnh Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu lần lượt điều chỉnh giao dịch về mức 80.000 đồng 1kg và 81.000 đồng 1kg.
giá cà phê ngày hôm nay tăng 200 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, trong đó tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giá cao nhất là 40.800 đồng 1 kg, thấp hơn là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 40.700 đồng 1 kg. Hiện tại cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang được thu mua với giá thấp nhất là 40.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Bắc ngày hôm nay điều chỉnh tăng ở nhiều địa phương trong khu vực. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung Tây Nguyên đồng loạt đi ngang trong ngày hôm nay, dao động trong khoảng 47.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1 kg ở một số tỉnh thành, dao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Với tốc độ phục hồi của thị trường bất động sản cuối năm 2021, cùng với đó lãi suất vay mua nhà thấp, nguồn cung mới sẽ hồi phục. Triển vọng thị trường bất động sản năm 2022 nhìn chung sẽ tương đối khả quan, vẫn là kênh thu hút dòng tiền lớn. Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, hai năm qua doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn về bão giá, pháp lý. Không ít dự án đang tạm dừng thi công vì thiếu vốn, nguồn cung ra thị trường bị sụt giảm mạnh. Đứng trước thực trạng đó, để tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng trong thời gian tới không phải là việc dễ dàng với các doanh nghiệp. Vậy các doanh nghiệp xây dựng bất động sản sẽ có những giải pháp như thế nào để thích ứng linh hoạt trong năm 2022? Mời quý vị theo dõi mục tâm điểm ngày hôm nay. Lĩnh vực bất động sản năm 2021 ghi nhận nhiều sự thay đổi lớn trong chiến lược và cách thức kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm thích ứng với dịch bệnh và phát triển. Đây là giải pháp mà nhiều doanh nghiệp tiếp tục triển khai trong năm 2022, mạnh dạn thay đổi cơ cấu hướng tới những phân khúc giá trị vừa phải và trung cấp, phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận người dân. Đầu tiên của mình về khi mua một cái sản phẩm bất động sản thì là về cái vị trí. Cái khu vực đó nó kết nối như thế nào và xung quanh nó có những cái tiện ích gì. Nhưng mà trong cái thời điểm dịch vừa qua thì mình trải qua một cái thời gian đóng băng cũng rất là lâu á, thì mình cảm thấy là thực ra ngoài những cái vấn đề trên á, còn một cái vấn đề mà mình cũng rất quan tâm, đó là về những cái yếu tố về nội khu của cái dự án. Tại vì trong cái khoảng thời gian mình rất là bó buộc trong cái không gian sống của mình á, thì những cái vấn đề, những cái tiện ích nội khu nó sẽ phần nào đáp ứng được cái sự mong mỏi của mình đối với những cái dự án trong tương lai mà mình tìm kiếm để mà mình mua. Thì mình cũng có ý là mua căn hộ để sau này cho mấy đứa con của mình sinh sống ở đó. Tại vì tuổi trẻ thì thích ở căn hộ hơn là nhà đất. Thì nói chung cái tiêu chí thì hiện tại thì căn hộ của thành phố mình càng ngày thì nó cũng càng phát triển rồi, cũng đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu của người dân hơn. Trong năm 2022, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi nhiều dự án mới sẽ được đưa ra thị trường và nhu cầu nhà ở của người dân vẫn thiết yếu. Đối với thị trường bất động sản nói chung, thị trường nhà ở nói riêng luôn là một điểm sáng và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, khách hàng và có thể sẽ là phân khúc tiếp tục phát triển hơn so với năm 2021. Với những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các doanh nghiệp luôn sẵn sàng các kịch bản đã tái cấu trúc, tái cơ cấu để ổn định về chi phí, lợi nhuận và có những chiến lược khác để phòng vệ trước những kịch bản khó khăn hơn có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ hy vọng là cái dịch Covid khi mà được khống chế thì sẽ gỡ bỏ được cái việc đi lại giữa các quốc gia, và lúc đấy thì đầu tư nước ngoài sẽ tăng trở lại. Đó, và đặc biệt là chúng tôi cũng nhìn thấy, đặc biệt là cái mảng thị trường, cái mảng công nghiệp ấy thì có sự tăng trưởng rất là mạnh, thì chúng tôi cũng tập trung vào cái mảng này nhiều hơn, đặc biệt liên quan đến những cái việc mà là thế mạnh của mình trong cái mảng mảng công nghiệp. Ngoài ra thì cái mảng nhà ở thì trong năm nay chúng tôi vẫn duy trì, đấy là nhu cầu thiết thực và lúc nào cũng có, kể cả thị trường có suy giảm đi chăng nữa thì nó vẫn có nhu cầu, đến nhu cầu rất là thật, nó không liên quan đầu tư, là cái mảng nhà ở. Những cái giải pháp rất là truyền thống là giảm nhân lực, cắt giảm các cái chi phí không cần thiết và mở thêm những cái ngạch mới để tìm kiếm khách hàng và tìm cơ hội. Đấy là những cái mà đơn giản nhất chúng tôi có thể làm. Cùng với nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp, điều cần thiết hiện nay là nhà nước cần đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế chính sách để tạo ra nguồn cung sản phẩm mới thật dồi dào cho thị trường.
cần chú trọng phát triển nhà ở thương mại bình dân, nhà ở xã hội để tăng thanh khoản, làm ấm lại thị trường, cân bằng cơ cấu căn hộ bình dân và căn hộ cao cấp. Cùng với đó, các chính sách đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hiện nay được coi như cứu cánh và trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho nền kinh tế khi mọi hoạt động bị trì hoãn do dịch bệnh, trong đó có bất động sản. Ngoài ra, các chính sách vĩ mô, tài chính được điều chỉnh linh hoạt, kiểm soát tín dụng tốt cũng góp phần thúc đẩy, tạo lực kéo cho thị trường bất động sản phát triển. Là hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp, nghiên cứu sửa đổi các chính sách về phí công đoàn, phí bảo trì đường bộ, giá bán điện cho ngành du lịch về dài hạn, nghiên cứu đề xuất tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ khoanh nợ, tái cấu trúc nợ, gia hạn các khoản nợ cũ, giảm lãi suất cho các cái khoản vay cũ và cả vay mới, khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ về giãn, miễn giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp với trị giá khoảng 20.000 tỷ đồng và giảm tiền thuê đất khoảng 700 tỷ đồng mà Bộ Tài chính đang trình sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp, mới đây, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội và phân bổ nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong khi đó, hiện nay Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư công lên tới 2,87 triệu tỷ đồng, hy vọng giải ngân đạt 95%, cao hơn mức 75% của giai đoạn 2016-2020. Trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 2 năm tới, Chính phủ và Quốc hội đang họp bàn để thống nhất có một gói khoảng 60.000 đến 65.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở. Đây sẽ là những động lực quan trọng để hồi phục thị trường bất động sản,